Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tọa đàm về phát triển du lịch canh nông ở Lâm Đồng. Nhiều hoạt động chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Khó xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản Việt. Mỹ thu hồi thịt bò nhiễm khuẩn Salmonella. Vai trò cán bộ cơ sở trong tuyên truyền pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phổ biến những nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh là người viết và nói rất nhiều về nhân dân và luôn hành động vì nhân dân. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là phải tôn trọng nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh dũng đã tạo nên các gốc của dân. Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của đảng, nhà nước trong việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Về đạo đức, phải thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị. Đối với phong cách luôn đề cao phát huy dân chủ, xuất phát từ chỗ tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò vị trí của nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, phải tích cực học dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình là nhu cầu thường trực của Bác. Thông qua việc học tập về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, để mỗi cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ về cuộc đời hoạt động, cũng như tư tưởng tình cảm của Bác đối với nhân dân. Qua đó không ngừng rèn luyện học tập, phấn đấu và làm theo người bằng những công việc cụ thể, nhất là công việc với dân. Sáng nay 14 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến 285 điểm cầu toàn quốc báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12 năm 2018. Tại điểm cầu Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các báo cáo viên của tỉnh đã tham dự. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2018 và các kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2019. Các nội dung liên quan về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cơ hội thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập Hiệp định. Theo đó, trong năm 2018, nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát với mục tiêu của Quốc hội. Sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt khá, chăn nuôi heo từ bước phục hồi. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đảm bảo vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tình hình thực hiện vốn đầu tư có chuyển biến tích cực với nhiều năng lực sản xuất mới được bổ sung. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tiêu dùng tăng cao, xuất khẩu và thu hút khách du lịch quốc tế đạt khá. Về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, việc tham gia CPTPP về tổng thể là có lợi cho Việt Nam, sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico, cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển. Hiệp định CPTPP bao trùm 11 nền kinh tế, gộp lại bằng 13,5% GDP toàn cầu, với quy mô thị trường tổng thể bằng 10.000 tỷ đô la và dân số trên 500 triệu người. Trong số 11 nền kinh tế tham gia CPTPP, Việt Nam có những lợi thế so sánh đặc thù, góp phần đẩy mạnh hơn nữa các ngành sử dụng lao động, cụ thể là các ngành chế tạo, chế biến, nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp. Cũng trong sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh. Đạo đức cách mạng là một vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm rất sớm, nhất quán và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Bởi theo người, đạo đức cách mạng như gốc của cây, nguồn của sông. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn đảng toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận tập trung phân tích về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh hiện nay, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sự kế thừa từ học thuyết Đông Á, truyền thống dân tộc và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin về xây dựng phong cách của người lãnh đạo. Xây dựng đạo đức phong cách cho cán bộ đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về phong cách khoa học cách mạng trong giảng dạy. Thông qua hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi rút ra những kinh nghiệm quý trong việc vận dụng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh ở từng cơ quan đơn vị, trong mỗi cán bộ đảng viên ngày một tốt hơn. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: tọa đàm về phát triển du lịch canh nông ở Lâm Đồng, nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Sáng nay 14 tháng 12, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Hợp tác Việt Nam Liên bang Nga do ông Vũ Khắc Nguyên, chủ nhiệm Ban Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Phát triển Thủy sản, trưởng Ban Hợp tác Việt Nga dẫn đầu. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở ngành và đại diện các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau phần giới thiệu tóm tắt về tình hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng, các thành viên thuộc Ban Hợp tác Việt Liên bang Nga, đại diện công ty kỹ thuật của Nga và các công ty sản xuất chế biến nông sản của tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận, trao đổi nhằm phát huy tiềm năng nông nghiệp và cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Qua khảo sát và đánh giá tình hình tại địa phương, Ban Hợp tác Việt Nam Liên bang Nga mong muốn đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Nga, đặc biệt là vùng Viễn Đông Nga, ưu tiên các loại nông sản của Lâm Đồng như chè, cà phê, trái cây và rau quả đông lạnh, đồng thời hỗ trợ một dây chuyền sấy lọc tách nông sản theo tiêu chuẩn của Liên bang Nga với công suất làm việc 5 tấn đến 10 tấn một giờ. Từ đó có thể chuyển giao công nghệ và đào tạo lao động địa phương. Đối với công tác đối ngoại, Ban Hợp tác sẽ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng tham gia quảng bá tiềm năng và sản phẩm tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Moscow, Vladivostok và chính quyền địa phương, và các sở ngành tiếp tục đẩy mạnh các cuộc gặp mặt, trao đổi, hội thảo, tọa đàm giữa các nhà đầu tư trong nước với doanh nghiệp Nga để tìm kiếm cơ hội đầu ra cho sản phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa hai nước, phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Nga. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ của Ban Hợp tác Việt-Nga, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng về thủ tục thuế quan, ngoại giao, chứng nhận sản xuất, giới thiệu các nông sản của tỉnh Lâm Đồng khi xuất khẩu đến thị trường Viễn Đông Nga, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực địa phương trong sản xuất nông nghiệp. Đối với dây chuyền sản xuất sấy lọc tách nông sản theo tiêu chuẩn của Liên bang Nga, do đoàn hỗ trợ, tỉnh sẽ giao cho các sở ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để giao máy cho một doanh nghiệp theo hình thức hợp tác công tư để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho doanh nghiệp địa phương. Trong chuyến thăm và làm việc tại Lâm Đồng, đại sứ Hà Lan, bà Nike Toster vừa tham dự lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển, cảnh quan bền vững, không mất rừng tại huyện Lạc Dương. Việc thỏa thuận hợp tác phát triển cảnh quan bền vững giữa Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương và các đơn vị quản lý rừng, các tổ chức quốc tế, các công ty doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn là hoạt động hợp tác công tư để thực hiện đề án phát triển cảnh quan bền vững, có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện phát triển nông nghiệp tại các địa phương một cách bền vững. Qua đó sẽ có những mô hình, ý tưởng, những cách làm hay giúp Lạc Dương thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện cảnh quan môi trường, đời sống người nông dân được tốt hơn. Lãnh đạo huyện Lạc Dương khẳng định, việc thỏa thuận và hợp tác nhằm phát thảo tầm nhìn chung cho việc phát triển cảnh quan không mất rừng dựa trên tăng trưởng xanh và bền vững cho huyện Lạc Dương. Với ý nghĩa quan trọng đó, đại diện các bên gồm Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, các tổ chức đơn vị quản lý rừng nhà nước, các tổ chức phát triển quốc tế bao gồm ITH, UNRED, CIAT, SNV, ICRAP, các công ty doanh nghiệp đã tiến hành ký kết thỏa thuận
mong muốn hợp tác thúc đẩy phát triển cảnh quan bền vững, không mất rừng tại Lạc Dương giai đoạn 2018-2025. Nhằm khai thác những lợi thế sẵn có, góp phần nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của loại hình du lịch canh nông, nâng cao đời sống nhân dân và tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách, ngày 14 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức cuộc tọa đàm về phát triển du lịch canh nông. Ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các sở ngành địa phương liên quan và các cá nhân đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch canh nông tại Lâm Đồng đã tham dự. Hiện nay Lâm Đồng đã công nhận 28 mô hình du lịch canh nông đạt tiêu chuẩn. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều chính sách giải pháp tạo điều kiện cho du lịch canh nông phát triển, như phối hợp với tổ chức JICA Nhật Bản khảo sát, hỗ trợ các cá nhân đơn vị trên địa bàn, hình thành các mô hình tuyến du lịch canh nông, điểm du lịch canh nông, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm một số địa phương trong nước, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về du lịch canh nông, đồng thời chú trọng công tác quảng bá xúc tiến thương hiệu về du lịch canh nông. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch canh nông tại Lâm Đồng vẫn còn những khó khăn, như nhiều điểm vẫn mang tính tự phát, chưa có kế hoạch phát triển cụ thể, thiếu sự liên kết đồng bộ, chủ yếu lao động chưa qua đào tạo du lịch, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, chưa khai thác hết tiềm năng về du lịch canh nông trên địa bàn. Tại hội thảo lần này, các cá nhân doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch canh nông đã cùng nhau thảo luận bàn các giải pháp để phát triển du lịch canh nông, trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần phải đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ du khách, có sự liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù trên cơ sở các nông sản đặc hữu của địa phương với chiến lược phát triển cụ thể, tránh chạy theo phong trào. Đặc biệt, du lịch canh nông cần phải gắn với trải nghiệm làm nông nghiệp và thưởng thức nông sản chất lượng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần đưa những nét văn hóa bản địa gắn với du lịch để tạo nên sức hấp dẫn vùng miền trong du lịch canh nông. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định những lợi thế về du lịch canh nông của địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch canh nông như tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho người làm du lịch canh nông. Các cá nhân đơn vị phải tích cực tiếp cận với các chính sách. Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn lực hỗ trợ nhằm thúc đẩy du lịch canh nông phát triển gắn với các loại hình dịch vụ đa dạng. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng trao giấy chứng nhận đạt chuẩn cho 5 mô hình du lịch canh nông trên địa bàn. Sáng 14 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức lễ khai trương cổng chào tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt. Ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tham dự buổi lễ. Tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt có trên 80 hộ dân sinh sống. Trong đó 80% hộ chuyên làm nông nghiệp với các sản phẩm rau hoa. Do vậy, việc hình thành tuyến du lịch canh nông nhằm giúp du khách được trải nghiệm thực tế và khám phá các mô hình canh nông thông qua các trang trại trồng rau sạch, vườn hoa. Từ đó, quảng bá hình ảnh du lịch về Đà Lạt đến với du khách, góp phần kích cầu cho ngành du lịch địa phương phát triển và cũng là cơ hội cho các chủ trang trại, nông dân và doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ liên tục cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ mới và tác phong phục vụ du khách có tính chuyên nghiệp hơn. Được biết, ngoài cổng chào tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương, phường 9, còn có hai cổng chào khác được khai trương trong dịp này tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và xã Đà Sao, huyện Lạc Dương. Ngày 14 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã tổ chức họp báo thông tin chương trình lễ công bố đề án xây dựng thành phố thông minh và thông tin các hoạt động chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển với sự tham dự của các sở ngành cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, lễ công bố đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh do lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì sẽ bắt đầu lúc 8 giờ thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu. Hưởng ứng chương trình này trước đó vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày một số sản phẩm của thành phố thông minh. Theo kế hoạch, các gian hàng triển lãm được trưng bày tại Trung tâm Hành chính tỉnh trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 12, 2018. Lễ công bố đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh là hoạt động chào mừng đầu tiên trong kế hoạch tổ chức chào mừng 125 năm Đà Lạt thành thành và phát triển. Tiếp sau lễ công bố đề án, các hoạt động chào mừng được tổ chức tập trung trong 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 12 năm 2018, gồm lễ tuyên dương 125 gương điển hình tiêu biểu, triển lãm thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của thành phố Đà Lạt qua 125 năm hình thành và phát triển, các hoạt động trưng bày của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 và tranh vẽ nghệ thuật và ảnh của các họa sĩ nhiếp ảnh gia, chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề Đà Lạt giao giạc những mùa hoa, về các chương trình hưởng ứng khác.
Đối với chương trình của thành phố Đà Lạt có 6 chương trình gồm tổng kết hội thi xanh sạch đẹp lần thứ 13, hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch năm 2018, chủ đề Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, hội thảo chuyên đề giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt, hiền hòa thanh lịch mến khách, liên hoan dân vũ, vũ điệu thanh niên, tổ chức, điểm tham quan các làng hoa. Riêng về các chương trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, có 8 hoạt động hưởng ứng như liên hoan diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn Tây Nguyên, trình diễn thời trang tơ tầm, đêm hội rượu vang, sự kiện La Dofa, hành trình di sản tinh hoa dược liệu Đà Lạt 1982-2018, v.v. Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, đề cập một số nội dung như các hoạt động bên lề các nội dung, chương trình của sự kiện, một số hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện, chương trình lễ công bố đề án xây dựng thành phố thông minh và thông tin các hoạt động chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển là sự kiện lớn nhằm tôn vinh vùng đất, con người và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Qua đó xây dựng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển về du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp tác liên kết phát triển kinh tế, từ đó góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt lên một tầm cao mới. Đam mê và bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ của hoa hồng, loài hoa biểu tượng của tình yêu, lão nông Trần Văn Đắc ở đường Đặng Thái Thân, phường 3, thành phố Đà Lạt đã ghép thành công nhiều giống hoa hồng quý của các nước cho người chơi hoa thỏa thích lựa chọn. Giờ đây, ông Trần Văn Đắc đã sở hữu một thung lũng hoa hồng đa màu sắc ngay giữa lòng Đà Lạt. Đến với thung lũng hoa hồng của ông Trần Văn Đắc vào mùa này, chúng ta như lạc vào một vườn cổ tích hoa hồng với muôn vàn sắc hoa. Là một người chuyên ghép hoa hồng, trong không gian rộng trên 1 hecta đã được ông Trần Văn Đắc ghép đến 500 loại hoa hồng khác nhau. Trong đó, nhiều loại hoa hồng quý đã được ông ghép và trồng thành công trong suốt hơn 20 năm. Juliet, Christopher Marlowe, Sweet Betty, Blue for You là những cái tên quen thuộc trong số hàng ngàn giống hoa hồng được nhập về từ nước Anh, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan đang đua nhau khoe sắc tại thung lũng hoa hồng của ông Trần Văn Đắc. Hầu như khách hàng từ miền Nam ra đến miền Bắc đều biết đến thung lũng hoa hồng của ông Đắc. Minh chứng cho điều này là ông tất bật với việc đóng những kỳ hàng giao cho khách vào dịp cuối năm. Giống hoa thì đa dạng, nhiều màu sắc, cũng có cây hồng chú tự lai giống nhiều hoặc là hồng nhập. Nói chung là chú cũng tự dâm cành nhiều. Em sẽ giới thiệu với nhiều bạn tới đây để tưởng lãm hoa. Tôi là một người buôn hoa hồng. Tôi chuyên gia là lấy hồng nhà chú Đắc. Hồng nhà chú là giá cả thì hợp lý, mà đóng đi các nơi thì được phản hồi của khách là sống rất là tốt, bông nở to, đa dạng về các loại hồng, rồi giá cả của chú cũng hợp lý. Sinh ra tại Quảng Nam, ông Đắc vào thành phố Đà Lạt sinh sống và lập nghiệp từ năm 1991. Vì yêu thích hoa hồng nên ban đầu ông Đắc quyết định trồng hoa hồng cắt cành. Sau một thời gian, ông Đắc thấy nhu cầu chơi hoa hồng của người dân tại thành phố Đà Lạt nói riêng, cũng như các tỉnh thành phố khác nói chung là rất lớn. Thế là ông quyết định mày mò, ghép và nhân giống một số loại hoa hồng quý từ nước Anh, Pháp, Nhật Bản. Kết quả, cây đâm chồi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nên hoa nở khá chuẩn. Đến nay, thung lũng hoa hồng của ông Đắc có trên 500 giống hoa khác nhau. Trung bình mỗi ngày, ông xuất bán hơn 100 gốc hoa ra thị trường với giá bán 100.000 đồng một gốc, và ông cũng giải quyết việc làm cho trên 10 lao động. Em làm ở đây là được gần 2 năm rồi. Nhưng công việc của em là không còn ấy, em chỉ việc trồng cây với lại ghép cây thôi. Vì tháng lương của em bình thường, nếu mà cả tăng ca nữa là em cũng được vào vài triệu. Không chỉ chuyên ghép các giống hoa hồng, ông Đắc còn sở hữu khoảng 2.000 gốc hồng bonsai đẹp, có thời gian từ 10 năm tuổi trở lên. Hiện ông đang chăm sóc và ấp ủ dự định sẽ giới thiệu đến những người thích sưu tầm những gốc hồng lạ, đẹp vào năm tới. Không những thế, ông sẽ mở rộng thêm khoảng 1 hecta để vừa làm khu sản xuất, vừa làm không gian tham quan, trải nghiệm cho du khách. Thì tôi muốn tự cái vùng đất, cái thổ nhưỡng của Đà Lạt để mình nhân, mình nhập giống hoa gì mình nhân đó mình trồng, để đó mình ghép, mình đưa tới người tiêu dùng họ đạt hơn.
là họ sẽ dễ mua hơn, tại vì giá thành nó rẻ mà họ mua là gì có hoa liền. Trang trải nhất là bây giờ là muốn sau địa phương mình là tạo cái cơ hội thương hiệu ghép hồng ghép của Đà Lạt để đưa cái hồng ghép của Đà Lạt vươn xa hơn. Tại ghép Đà Lạt là ghép da là nó bền vững hơn các nơi khác là ghép xương, nhiều cách ghép lắm, nhưng mà nói chung là đã đấu chứng rồi thì chỉ có cách ghép Đà Lạt là bền vững nhất. Từ việc thu nhập bằng nghề ghép hoa hồng đã mang lại cuộc sống ấm no đủ đầy cho lão nông gần 70 tuổi đời. Không những thế mà thung lũng hoa hồng đã trở thành mô hình điểm để người dân và du khách tham quan trải nghiệm về nghề ghép hoa hồng trên vùng đất đỏ Ba Gian của phố hoa Đà Lạt, vốn dĩ đã được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa. Trở lại với phần tin, sáng nay 14 tháng 12, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức tọa đàm ứng dụng mạng xã hội trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên năm 2018. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi các chủ đề đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc tuyên truyền chống phá đảng nhà nước, ảnh hưởng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý hoạt động thông tin truyền thông trên mạng Internet, công tác định hướng sử dụng mạng xã hội cho học sinh tại địa phương, biện pháp ngăn chặn đẩy lùi mặt tiêu cực của mạng xã hội đến thanh niên trong giai đoạn hiện nay, khai thác mạng xã hội trong đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên. Có 8 tham luận được trình bày đóng góp, trong đó có rất nhiều ý tưởng mới được đặt ra, có khả năng làm cơ sở để nghiên cứu những cách thức đoàn kết và tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, xung quanh chủ đề sử dụng tốt thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác. Kết luận buổi tọa đàm, ban tổ chức đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp và sẽ có những bước tiếp theo để đưa những ý tưởng giải pháp về ứng dụng mạng xã hội nhằm phục vụ cho công tác đoàn kết và tập hợp thanh niên trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Sáng ngày 14 tháng 12, Sở Tư pháp Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến bộ luật dân sự và pháp luật về hòa giải cơ sở, với sự tham gia của trên 100 đại biểu là các tổ trưởng tổ dân phố, tổ hòa giải trên địa bàn Đà Lạt. Theo đó, đại diện Sở Tư pháp đã giới thiệu một số nội dung cơ bản liên quan đến bộ luật dân sự, các quy định chung quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng thừa kế pháp luật đối với quan hệ dân sự yếu tố nước ngoài và các điều khoản thi hành. Bên cạnh đó, thông tin một số nội dung pháp luật về hòa giải cơ sở, nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở những nội dung tại hội nghị tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại các tổ dân phố, tổ hòa giải nắm vững các quy định của bộ luật dân sự và pháp luật hòa giải cơ sở, từ đó làm căn cứ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng tại các đơn vị địa bàn, góp phần hạn chế các mâu thuẫn vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Ngày 14 tháng 12, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn thực phẩm năm 2018. Tham dự hội thi có 12 đội với hơn 80 tuyên truyền viên là cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc ngành giáo dục, đào tạo của 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi thể hiện qua hình thức nghệ thuật, tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, phần thi hùng biện thuyết trình theo chủ đề đã chọn và thi kiến thức với hình thức bốc thăm trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm trong các trường học, huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học, xây dựng các mô hình bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm ở các trường học, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe học sinh. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin thời sự tối nay. Nguyên nhân nào dẫn đến khó khăn xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản Việt? Mỹ thu hồi thịt bò nhiễm khuẩn Salmonella. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan xây dựng nền nông nghiệp thông minh hiện đại, cạnh tranh quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế của từng vùng, miền, địa phương và từng lĩnh vực để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. Khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập quốc tế cho phát triển lực lượng sản xuất, phát huy cao nội lực, tăng mạnh đầu tư của nhà nước và xã hội, ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp, nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí nông dân, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện có khoảng 80% nông sản Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu. Ngay cả những nông sản đã có thương hiệu, thì việc duy trì và bảo vệ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Các chuyên gia cho rằng nếu không cải thiện được vấn đề này, Việt Nam khó có thể bứt phá thành một nước dẫn đầu về xuất khẩu nông sản. Tại Vương quốc tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ với những tờ giấy được in sơ sài như thế này, mỗi kg tỏi có thể bán tới 200.000 đồng. Người mua sẽ không thể có cách nào phân biệt được đâu là tỏi Lý Sơn và đâu là tỏi từ nơi khác chuyển đến. Sau gần 10 năm kể từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ, tỏi Lý Sơn vẫn chưa hình thành được thương hiệu của riêng mình. Do chưa có bao bì nhãn mác nên đã xuất hiện tình trạng thương lái lấy tỏi từ nơi khác trộn với tỏi bản địa để kiếm lời. Cái phiếu này nói chung ai cũng in được, nhưng mà không phải là giống nhau. Họ là chỉ, ví dụ như họ để vô là, ví dụ như cô này, cô nọ, tên của cô này, cô nọ là tỏi Lý Sơn, họ không có như mình. Nhiều nông sản của Đà Lạt, Hà Giang, Hòa Bình, Ninh Thuận nức tiếng trên thị trường với dâu tây, hồng, khoai lang, cam, nho, táo đang bị sản phẩm nước ngoài nhái thương hiệu. Chất lượng kém, những mặt hàng nông sản nhái đang làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của nông sản Việt. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ, nhái thương hiệu nông sản có thể coi là một trong những hành vi gian lận thương mại. Tuy nhiên, việc xử lý lại gặp nhiều khó khăn. Vấn đề này rất khó giải quyết. Đây là một hành động chúng ta có thể xác định, đấy là gian lận thương mại. Nhưng mà giải quyết như thế nào? Khi mà người bán, người ta chỉ nói rằng đây là khoai tây Đà Lạt. Với người mua, không có bằng chứng nào. Trong khi đó, khoai tây Đà Lạt chưa được đóng bao bì hoặc là gắn nhãn một cách thực sự là chính thống. Vậy thì làm sao để người tiêu dùng có thể phân biệt được? Mặc dù là một trong những nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản, nhưng có đến hơn 80% lượng nông sản của Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác. Điều này là bất lợi lớn, làm giảm sức cạnh tranh của các loại nông sản trên thị trường, gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp. Và xây dựng cái cơ chế quản lý thực sự có hiệu quả để đảm bảo được. Thứ nhất là về nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai là về chất lượng đặc thù của cái sản phẩm của khu vực đấy. Và thứ ba là tạo ra một cái chuỗi sản xuất từ đầu vào cho đến lúc đầu ra, tức là đến tay người tiêu dùng. Thì nếu chúng ta làm như vậy thì cái hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nó thực sự là có ý nghĩa và mang lại cái hiệu quả lớn cho xã hội. Nông sản của Việt Nam đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp đầu vào là nông sản thô. Trong khi giá trị gia tăng đối với hàng nông sản chủ yếu do khâu chế biến, bao gói và hoạt động thương mại. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ, 80% hàng nông sản nước ta đang được bán ra thị trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài. Nếu không có giải pháp hiệu quả, nông sản Việt sẽ mãi thua thiệt trên thị trường xuất khẩu. Những năm gần đây, cây hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục bị bệnh và chết hàng loạt, khiến nông dân bị thiệt hại nặng nề và lâm vào cảnh nợ nần khi chi phí đầu tư chưa kịp thu hồi đã mất trắng. Những năm trước, hơn 4 hecta hồ tiêu của ông Phạm Văn Khuyến, thôn 4 xã Xuân Phú, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk cho thu nhập đều đặn mỗi vụ trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí sản xuất. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, vườn tiêu nhà ông bị nhiễm bệnh và chết dần. Còn nông dân của Xuân Phú này thì cơ bản là dựa vào cây tiêu, phát triển kinh tế được là do cây tiêu. Nhưng mà cây tiêu nó bệnh tật nó chết đi này là nói chung là dân chúng tôi là rất là khó khăn. Vào thời kỳ hoàng kim, mỗi hecta hồ tiêu cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Do vậy, bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng, người dân Đắk Lắk đổ xô đi chặt cà phê để trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, giá hồ tiêu xuống thấp, nhiều diện tích tiêu chết do sâu bệnh, khiến người trồng tiêu rơi vào cảnh nợ nần khi chưa kịp thu hồi vốn. 2016 là tôi có vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn là 60 triệu. Mục đích là về để mua giống tiêu là để trồng phủ hết cái diện tích của mình, tức là tôi có 9 sào. Nhưng mà không may là sau khi vay xong về là mua giống xong trồng thì đến cuối năm ấy là 2016 là tiêu thì mặc dù vừa bắt đầu vào thu là còn chết hàng loạt luôn. Trước những khó khăn của người trồng tiêu tại Đắk Lắk, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân, đồng thời có những khuyến cáo về kỹ thuật khôi phục vườn tiêu bị bệnh đã chết. Người dân trồng bất chấp trên cái diện tích không phù hợp, ví dụ như đổ đất, trồng lung tinh cả ruộng nước và những cái vùng đất trên nền đá ong người ta cũng trồng luôn và cái mạch nước ngầm rất thấp người ta cũng trồng. Không có tái canh lại cái diện tích tiêu trên cái diện tích tiêu
già cỗi mà đất đai không phù hợp, và những cái diện tích tiêu mà đã chết do bị bệnh hoặc là bị ngập úng do cái thời tiết. Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 2.000 hecta cây tiêu bị chết do các bệnh vàng lá chết nhanh, vàng lá chết chậm và ngập úng. Theo quy hoạch, thì đến năm 2020, diện tích tiêu của tỉnh Đắk Lắk đạt 15.000 hecta. Thế nhưng đến nay đã vượt quá quy hoạch với trên 38.616 hecta. Tỉnh Đắk Lắk cần có những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện quy hoạch cây hồ tiêu để vừa đảm bảo diện tích theo kế hoạch, vừa phát triển bền vững ngành hồ tiêu, đem lại hiệu quả kinh tế thật sự cho người nông dân. Liên minh châu EU thêm một lần nữa nhấn mạnh thông điệp chống chủ nghĩa bảo hộ bằng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Nhật Bản, chỉ 4 ngày sau khi được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn. Với 474 phiếu thuận và 156 phiếu chống, thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nền kinh tế châu Âu và Nhật Bản đã vượt qua những thử thách cuối cùng để được thông qua tại Nghị viện châu Âu. Hai thị trường này có tới hơn 630 triệu người và chiếm 1/3 GDP toàn cầu. Quyết định này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các công ty, nông dân, các nhà cung cấp dịch vụ và nhiều doanh nghiệp khác tại châu Âu. Đây là một minh chứng minh sự thành công của tự do thương mại và hợp tác chính trị toàn cầu. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 2 năm 2019. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã chính thức chấm dứt chương trình mua trái phiếu quy mô lớn bất chấp các mối đe dọa đối với triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Trong thông báo, ECB xác nhận sẽ ngừng hoàn toàn việc mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp vào cuối tháng này sau khi giảm dần hoạt động thu mua tài sản trong những tháng gần đây. Việc ECB thu hồi chương trình mua trái phiếu được coi là một bước đi quan trọng trên lộ trình hướng tới bình thường hóa chính sách sau nhiều năm thực thi chương trình kích cầu thời khủng hoảng. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra vào đúng thời điểm nhạy cảm khi nền kinh tế Eurozone đang tăng trưởng ì ạch và ngày càng đối mặt với nhiều mối đe dọa. Chương trình mua trái phiếu, còn gọi là chương trình nới lỏng định lượng, được thiết kế nhằm kích thích tăng trưởng và kiềm chế lạm phát ở mức dưới 2%. Kể từ năm 2015 đến nay, ECB đã bơm 2.600 tỷ euro cho chương trình này. Cùng ngày, tại cuộc họp cuối cùng trong năm 2018, Hội đồng điều hành của ECB cũng nhất trí giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục và cho biết sẽ giữ nguyên mức này ít nhất tới mùa hè năm 2019. ECB đồng thời trấn an các thị trường rằng nền kinh tế Eurozone đang tăng trưởng ở mức đủ để chống đỡ hàng loạt rủi ro xuất phát từ việc Italy điều chỉnh quy chế về ngân sách, làn sóng biểu tình áo vàng ở Pháp cũng như tiến trình khó khăn đưa Anh rời khỏi EU. Mỹ sẽ tiếp tục thu hồi hàng ngàn tấn thịt bò nhiễm khuẩn Salmonella do có thêm nhiều người bị bệnh do ăn phải loại thịt này. Con số người nhiễm bệnh đã lên tới 330 người. Từ tháng 8 đến nay, số người nhiễm khuẩn Salmonella đã xuất hiện tại 28 bang trên toàn nước Mỹ. Hơn 90 người đã phải nhập viện với các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng và sốt. Người dân được yêu cầu kiểm tra, vứt bỏ hoặc trả lại cửa hàng mà họ đã mua loại thịt bò nhãn hiệu GBS Tolation, được đóng gói từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 7 tháng 9. Được biết, 5.500 tấn thịt bò nghi nhiễm khuẩn Salmonella đã được bán ra tại hơn 100 cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Mới đây nhất, vi khuẩn Salmonella cũng lan rộng trên các sản phẩm gà Tây trong dịp lễ Tạ ơn. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Tuyên truyền pháp luật ở cơ sở giúp người dân hiểu, nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm, từ đó chấp hành tốt những quy định của pháp luật. Để kịp thời chuyển tải các chủ trương, văn bản pháp luật của nhà nước đến gần với người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ ở cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng. Thông qua đội ngũ này là cầu nối để người dân hiểu, nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm, từ đó chấp hành tốt những quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Đà Chai, một trong những địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện Lạc Dương. Trước đây, thôn Đông Măng, xã Đà Chai là một trong những địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật hôn nhân và gia đình, đặc biệt là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Nắm bắt được điều này nên tháng nào cũng vậy, chị Nguyễn Thị Loan, cán bộ tư pháp cùng với các đoàn thể của xã Đà Chai lại tổ chức đến từng gia đình để tuyên truyền vận động về luật. Với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, bám sát vào đời sống thực tiễn, truyền thống văn hóa của người dân, vùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền,
Nhờ đó mà đến nay tình trạng vi phạm luật hôn nhân và gia đình tại địa bàn được giảm hẳn. Cái đó làm sao không biết, đúng đủ tuổi mới làm cái thôn nha, chưa đủ tuổi làm sao làm được, sợ người ta phạt đó chứ phải là không. Thời gian vừa qua thì xã cũng thường xuyên tuyên truyền, lồng ghẹp vào cụ thể là lồng ghẹp vào các buổi họp thôn để tuyên truyền bà con, đồng thời là phát các tờ rơi. Có một khía cạnh là bà con theo phong tục tuyên trọng của người đồng bào dân tộc thổ chỗ từ xưa tới nay thì trái lợn hỏi vừa gãi lợn gà chồng, nó cũng ảnh hưởng một phần nào. Hiện nay thì ý thức của bà con cũng dần nâng cao rồi. Xã Đạ Chai hiện có trên 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Trong những năm qua, bên cạnh việc tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân được địa phương hết sức chú trọng. Để việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhanh nhạy, kịp thời, ở xã Đạ Chai, đội ngũ tham gia tuyên truyền viên ở cơ sở đã xây dựng nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phối hợp với mặt trận và các đoàn thể, đồng thời phát huy vai trò người có uy tín đến từng cộng đồng dân cư, tùy theo điều kiện cụ thể để thực hiện việc tuyên truyền vận động. Đối với việc ở xã vùng sâu vùng xa này, việc tuyên truyền mà gặp khó khăn thì ở đây chủ yếu là bà con sống bằng cái công tác quản lý bảo vệ rừng là thu hái cà phê. Thì trong công tác tuyên truyền chỉ là đi họp vào buổi tối cũng dẫn đến khó khăn trong công tác tuyên truyền. Thì trước tình trạng như thế thì phương hướng trong thời gian tới về là trong công tác vai trò của cán bộ cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp ở dưới thôn cũng như tuyên truyền trong các cuộc họp ở xã, rồi phối hợp với các ban ngành đoàn thể rồi xuống thôn trực tiếp là hướng dẫn cho các thôn. Không chỉ là cầu nối quan trọng để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật mới đến gần với người dân, mà đội ngũ cán bộ ở cơ sở tại xã Đạ Chai còn làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để tham mưu giúp chính quyền địa phương trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách sát với thực tiễn cuộc sống. Nhờ vậy, đến nay 100% người dân trên địa bàn xã Đạ Chai đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội được giảm rõ rệt. Nhiều hủ tục lạc hậu trước đây được thay đổi bằng một nếp sống văn minh hơn, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Vai trò cán bộ cơ sở là một trong những vấn đề mấu chốt và hết sức quan trọng đối với công tác tuyên truyền, bởi vì là cán bộ cơ sở là gần dân nhiều hơn đối với các cấp. Cho nên đòi hỏi cán bộ cơ sở là phải có tâm huyết với đồng bào, có tâm lòng yêu thương thực sự với đồng bào, và từ đó thì mới tuyên truyền được. Đồng thời, bản thân cán bộ cơ sở cũng phải hiểu biết về pháp luật. Nếu mà không hiểu biết về hai vấn đề này, thì cái việc tuyên truyền nó sẽ có nhiều hạn chế và không có hiệu quả. Từ đó, ban dân tộc cũng nhận thấy được trách nhiệm của mình và trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều cái buổi tuyên truyền, nhiều cái lớp tập huấn về hai vấn đề này đối với cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ thôn và cán bộ xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở vừa chuyển tải kịp thời các văn bản luật đến người dân, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành và hạn chế tình trạng mâu thuẫn, gửi đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, vượt cấp, giúp người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó hình thành ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Từ những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, được xem là tín hiệu tích cực để Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là phát huy vai trò cán bộ tuyên truyền ở cơ sở tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.